Vâng, có thể thấy là dịch tả lợn châu Phi lan rộng đã khiến hàng chục ngàn hộ chăn nuôi trắng tay. Không chỉ vậy, hàng triệu người chăn nuôi cũng đang thua lỗ nặng khi mà giá lợn hơi liên tục xuống thấp. Nhiều nơi đã xuống dưới mức là 30 ngàn đồng một ký do sức tiêu thụ chậm, dù virus tả lợn châu Phi không hề làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Và theo chỉ đạo mới nhất của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, các bộ ngành có liên quan sẽ phải xây dựng cơ chế hỗ trợ tổ chức thu mua, giết mổ lợn và cấp trữ đông thịt lợn để điều tiết thị trường trong thời gian tới để bình ổn giá thịt lợn tránh giảm sâu trong giai đoạn trước mắt đồng thời không xảy ra tình trạng sốt giá thịt lợn vào những tháng tới phó thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp cùng các bộ ngành liên quan hướng dẫn việc giết mổ lợn trong vùng dịch theo đó cơ sở giết mổ đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm được phép nhập lợn từ cơ sở chăn nuôi không nhiễm mầm bệnh để giết mổ xuất bán ở trong và ngoài vùng dịch dưới sự giám sát của cơ quan thú y theo đúng quy định Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp xây dựng cơ chế hỗ trợ tổ chức thu mua, giết mổ và cấp chữ đông để giảm nguy cơ bị lây nhiễm, đồng thời ổn định thị trường. Bên cạnh đó, thì Phó Thủ tướng cũng giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Ủy ban Nhân dân các cấp phải quyết liệt và chịu trách nhiệm tổ chức phòng chống dịch tả lợn châu Phi, huy động các lực lượng tại chỗ của địa phương kể cả lực lượng công an quân đội dân quân khi cần thiết, chủ động giám sát phát hiện sớm và tiêu quỷ triệt để lợn bệnh chấm dứt ngay tình trạng để lâu vứt sức lợn ra môi trường gây ô nhiễm và lây lan dịch bệnh